Vâng, tôi xin cảm ơn. Câu số 16. Tôi vẫn nghe nói tu thiền tông tuyệt đối không được tưởng. Vậy tuyệt đối không được tưởng nghĩa là như thế nào? Xin giải thích cho tôi được rõ. Tôi là Thiện gia Thị Dung, thành viên ban giải đáp chùa Thiện Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi số 16 của chị Thủy ở thành phố Cao Bằng. Tu Thiền Tông tuyệt đối không được tưởng tượng những điều như sau. Thứ nhất, nếu chuyện gì xảy ra mà không dính đến mình thì mình kệ nó, đừng có tưởng. Rồi hễ mà nghe ai nói ông này tu thành thánh thì mình đừng có tưởng mà tin. Hoặc mà mình nghe ai nói là có cái bà kia giảng đạo cho ông trời nghe thì mình đừng có tưởng mà tin theo. Mình phải biết là tất cả những chuyện linh thiêng ở trái đất này là do các vị cô hồn làm ra. Đừng có mà tưởng rồi tin. Xin mời chị Thủy hỏi tiếp theo ạ.